Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe S155 Raider Sajio với Sonic. Chị đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có ông Luyến hỗ trợ giới thiệu ông Luyến ạ. Hai cả nhà ha. Hôm nay lại tiếp tục quay trở lại cho cả nhà review về giá xe mới nhất của dòng S155 phiên bản 2023 và 2024 ha. Và dòng Tycoon bao gồm là Sonic Sajio Raider ha. Anh chị em mình đang quan tâm thì liên hệ liền ngay cho Luyến để nhận ngay 2 triệu đồng xe đi lại kèm thêm một combo có tặng trị giá 3 triệu đồng. Áp dụng khi mua xe có liên hệ qua số hotline của Luyến là 0905299064 nhé. Số điện thoại và Zalo nó cứ ở dưới màn hình, cả nhà mình kết bạn nhắn tin qua để được hỗ trợ ưu đãi nhất nha. Thì hôm nay thì em cũng có lên cho cả nhà đủ phiên bản luôn. Thì nói về phiên bản 2023 trước đi. Đây có hai em xe màu xanh và màu xám xi măng. Đây Luyến sẽ đã báo giá trước rồi quay video về các màu sắc cho cả nhà mình tham khảo sau nhé. Thì đối với lại em 155 phân khối bên Luyến đang bán mức giá đối với bản 23 thì là 42.900 đến 44.900 tùy phiên bản nhé. Trả trước cho Luyến chỉ cần là 4 đến 5 triệu là sở hữu xe rồi. Liên hệ đặt lịch trước Luyến có hỗ trợ là 2 triệu đồng một xe lại nhé. ABS thì như không? ABS thì hiện tại bên nó có mức giá là 51.900, còn đối với tiêu chuẩn cao cấp thì là 48.900, tiêu chuẩn thì là 46.900 nhé, đủ màu sắc luôn. Đó, lên trên này thì có rất là nhiều màu của 2023 này, kem sơn 3D. Anh em nào mua dòng nào á, chi tiết thì cứ nhắn tin qua Zalo cho em Luyến nha. Rồi, chắc là báo luôn Sonic à. Dạ. Sonic hiện tại thì bỏ mẫu rồi nhưng mà bên em Luyến vẫn còn một lô nha, duy nhất một lô thôi. Mức giá hỗ trợ khách hàng thì chỉ có 51.900 đến 53.900 nhé. Trả trước cho em Luyến chỉ cần duy nhất là 5 triệu đến 7 triệu thôi là lên xe rồi. Liên hệ đặt lịch trước Luyến có hỗ trợ thêm 2 triệu đồng một xe lại, đủ màu sắc cũng như phiên bản luôn. Anh chị em mình quan tâm về mẫu nào thì cứ liên hệ ngay cho Luyến ha. Trả trước thấp, cực kỳ thấp luôn, có 4 triệu là lên xe rồi. Ngoài ra thì Luyến đang có chương trình hỗ trợ là ship xe toàn quốc nữa. Khách hàng mình ở xa mà không ghé được cửa hàng, Luyến có hỗ trợ ship xe toàn quốc nhé. Còn xe chia sao em? Dạ 45.900. Trả trước cần 5 triệu thôi là lên xe rồi. Rồi ok, thì đó là giá xe, anh em nào mua thì chịu khó liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip, xin chào.